Xách ra đi, đừng đứng ra cổng nhiều quá. Xách xách qua bên kia, dạt dạt qua bên kia đi. Xin chào mọi người, mình là Tuyền Mập. Đây ha mọi người ha. Ngày hôm nay thì xin phép mọi người cho Tuyền mang khẩu trang, bởi vì tuân thủ nguyên tắc 5K ha mọi người. Hôm nay thì Tuyền đang quay cái phim mới cho anh Hoàng Mập, đó là cái phim Nghĩa Nặng Hơn Tình. Nhưng mà ngày mai là một cái ngày lịch rất là bận của Tuyền, nên Tuyền tranh thủ ngày hôm nay vừa tan làm ra. Sáng là Tuyền đã mang theo sẵn một cái áo, một cái bộ đồ đen để mà mình đi tang lễ cô. Giờ thì cái tình cảm mà Tuyền dành cho cô đó là cái tình cảm một cái người ái mộ, một người khán giả mộ điệu với một người nghệ sĩ. Từ nhỏ là Tuyền đã nghe cô Thanh Kim Huệ hát rất là nhiều, cũng như là mến ngưỡng mộ cái nickname là búp bê Thanh Kim Huệ của cô. Và sau này khi mà được làm nghề á, thì Tuyền cũng có may mắn là được làm chung một chương trình với cô một hay hai lần vậy, nó không nhiều lắm, nhưng mà đi làm chung với chú thì rất là nhiều, và nghe chú nói rất là nhiều về cô, cũng như là cái giai đoạn mà cô bệnh á, thì có lẽ là mọi người cũng ít ai biết, chỉ có những anh em đồng nghiệp trong nghề hoặc là những người thân cận mới biết. Chú thì cũng thường tâm sự với Tuyền về bệnh tình của cô, là biết là cô đau đó. Sáng ra thấy chú lúc đi quay với Tuyền cũng nặng mặt, cũng phờ phạc, cũng mệt mỏi hết. Tuyền hỏi là ủa sao mà con thấy ba mệt quá vậy, thì chú mới nói là ba bị thức đêm mà ngủ không có được, mẹ đau ba ngủ không có được. Nên trong cái lúc mà quay á, thì cũng tội nghiệp cho ba Điền lắm, bởi vì thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là ba mới vừa phẫu thuật cũng cách đây khoảng tầm chưa tới một năm, nên sức khỏe chưa có hồi phục lắm. Và ngày hôm nay Tuyền tới đây thì thứ nhất là để thăm viếng cô, đưa tiễn cô, bởi vì chưa chắc là ngày mai Tuyền đã rảnh. Thứ rồi còn thứ hai nữa là Tuyền đến để an ủi ba Điền. Thì mọi người biết rồi đó, như chim liền cánh, như cây liền cành. Và ở trên mạng xã hội đây cũng có một vài bài viết là nói về là cô gì tự nhiên bây giờ kêu cô hến đã bỏ ông ngao sò đi rồi. Thôi bây giờ để Tuyền xin phép Tuyền xin đi vô trong để Tuyền gặp bà. Hiện giờ thì mình đang ở chỗ đám tang của chị Thanh Kim Huệ á. Thì chị Bạch Lan có thể chia sẻ một chút với mọi người về cái mối quan hệ của chị với Thanh Kim Huệ, với cả những cái kỷ niệm gì đặc biệt. Chị thì chị hay mời show chị Huệ lắm. Chị Huệ chị dễ thương, chị hòa đồng, chị sống tình cảm lắm. Chị mời show hát ở Tây Ninh thì thường xuyên, mà lâu lâu có những show từ thiện, chỉ cần alo là chị ơi em có show từ thiện nè, là ok chị nhận liền, mà không đòi hỏi kết xê hay là không có hỏi tới gì hết trơn.
là nhận lời liền vậy đó. Còn lúc mà chị làm sân khấu của quận 12 á, thì cái chỗ đó là một ly nước chỉ có 30 ngàn thôi. Chị mới nói với chị Huệ là chị, chỗ này em làm một ly nước có 30 ngàn này, chị giúp em nha. Là ok liền luôn, không có nói là bao nhiêu tiền luôn, là em muốn đưa chị bao nhiêu em đưa, thương vậy đó. Mà chưa bao giờ thấy chị buồn hay là chị có một cái bệnh hay là cái gì. Đi lại nhà mà mời chị Huệ đi diễn là chị vui vẻ, chị đi xuống chị năng động, chị vui vẻ lắm. Chị không có một cái gì mà hành động mà yếu hết đó. Nên lúc mà chị Huệ vừa mới hay tin mà chị Huệ đó mất á, không nghĩ ra luôn. Đúng nghĩa là chị, trong cái thời gian vừa qua là chị vẫn có tiếp xúc đúng không? Hay là tại vì dịch thì không gặp được nhau? Đúng rồi, dịch thì không có gặp được. Nhưng mà lúc mà trước cách đây năm á, thì có mời chị Huệ á. Thấy chị Huệ cũng bình thường lắm, không có gì mà cái bệnh hoạn á. Mình không thể nghĩ được là một cái người nghệ sĩ như thế mà có nhận đang bệnh trong người như thế, nhưng mà đúng vẫn rồi. Luôn luôn năng lượng và giấu để cho mọi đúng người rồi. Không phải lo không lắng. Không có nghĩ vậy, chị không có nghĩ là chị Huệ bị bệnh luôn. Nhưng mà trong cái mối quan hệ đấy là quan hệ công việc thôi, còn quan hệ tình cảm chị em của chị trong người tình cảm chị em thì dễ thương lắm, chị lại đi chơi hoài, chị lại chơi với chị Huệ hoài, chị Huệ dễ thương lắm, không bao giờ mà thấy chị Huệ mà hay nói về ai hay lại này nọ, không bao giờ. Chỉ có gặp là vui vẻ, chị em chơi vui vẻ, nói chuyện về xô xiết được vui thôi, thương chị Huệ chỗ đó đó. Một năm vừa qua, năm nay này vừa qua thì mình đã trải qua rất là nhiều những cái mất mát, nhất là trong giới showbiz của mình đúng không? Thì chị cũng mất đi rất là nhiều những người mất bạn nhiều. Như là chị Phi Nhung hay anh Ngô Quốc Linh đúng không? Đúng rồi. Rồi đến thế là chị Hương Kim Huệ á, thì bản thân chị ở cái lứa tuổi này rồi á, khi mà có những trải nghiệm về cuộc sống, về mọi thứ rồi á, thì chị cảm nhận được cái năm nay như thế nào và cái cảm xúc của chị sao sao? Cái năm nay là khủng hoảng, chị không có nghĩ ra luôn. Lúc mà đằng Ngô Quốc Linh đó mất á, vừa báo chị cái á, thì lúc đó là chưa có đăng Facebook rầm, là vừa báo chị cái là vợ của Ngô Quốc Linh vừa báo là chị Lan ơi, anh Linh anh mất rồi, em đang ở trong bệnh viện. Là lúc đó mình không làm được cái gì á, cái đầu óc coi như là người đó bừng thần như là người mất hồn vậy đó. Mà chị không có nghĩ rằng là cái năm nay là khủng khiếp, toàn là những người thân của mình từ từ đi, người này người kia đi, không có nghĩ tới luôn, không có dám mở Facebook luôn. Nhiều khi á, chị muốn là chị lướt Facebook lên, chị coi này nọ, chị lướt Facebook lên chị thấy chia buồn, chị sợ, chị sợ lắm, cũng khủng khiếp lắm, không dám nghĩ đến luôn. Rồi cái cuộc sống của chị thì thời gian qua thì như thế nào? Chị ổn định, mà vừa rồi là mẹ chị với con chị là cũng đi cách ly á, vừa mới về cách đây ngày, cũng mừng là không sao hết. Bây giờ là chị hy vọng là cái Covid này nó mau hết và mọi người được mạnh khỏe, được bình an. Chúc mọi người được mạnh khỏe, bình an là được rồi.